bóng lưng em trước khi anh đi. Nghe lời đi. Các đồng nghiệp đều tập hợp ở cửa lên máy bay. Đến đây. Nào, cẩn thận nóng đấy. Được. Sau khi thầy Ngải đi, cuộc sống của tôi bỗng chốc trở nên trống rỗng. Ăn thử đi. Mẹ vẫn thường đến thăm tôi. Tôi đã quay lại cuộc sống lúc trước. Rất ngon. Mỗi người đều đang cố gắng sống, cố gắng làm việc. Hàng ngày Ngũ Dĩnh vẫn bận bịu ở khoa cấp cứu suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Không oán trách, không hối hận, làm thiên sứ áo trắng của các bệnh nhân. Độ hot của Mã Y Y ở kênh mới ngày càng cao, tiếp tục sự nghiệp giúp các cô gái trở nên xinh đẹp hơn. Lưu Vũ Thành vẫn kiểm tra đột xuất, tịch thu hết đồ ăn có hại của Ngũ Dĩnh, đổi thành cơm hộp tình yêu xinh xắn. Có Lưu Vũ Thành, ngày nào Ngũ Dĩnh cũng rất vui vẻ. Còn bị Mã Y Y châm chọc là cười nhiều đến mức có nếp nhăn ở khóe mắt rồi. Đặng Hạo Nhiên càng thêm cố gắng làm việc kiếm tiền, chỉ để Mã Y Y có thêm nhiều lựa chọn và tự do, dù là trong công việc hay là trong cuộc sống. Nhờ sự xuất hiện của tình yêu, cuộc sống của những người bạn đều thêm vui vẻ mà phong phú. Bên cạnh việc vui mừng cho họ, tôi cũng nhớ thầy Ngải hơn. Ở nơi cách đây hơn 10.000 cây số, anh ấy cũng đang nhớ tôi chứ. Em nói anh nghe, nhà hàng hôm nay tuyệt đối là một nhà hàng kho báu. Hôm nay lúc ăn em đang nghĩ, khi nào anh về, nhất định phải cùng anh đi ăn một bữa. Được. Đã muộn thế này rồi, đi ngủ sớm đi. Vậy anh thì sao? Anh định đọc sách thêm một lúc nữa. Vậy anh có thể không đọc sách không? Chúng ta nói chuyện thêm một lúc nữa. Nghe lời, không phải mai còn phải đi làm sao? Vậy được rồi. Anh cúp trước đi. Em cúp trước đi. Anh trước đi. Em cúp trước. Hay là anh... Alo, alo Tăng Lý, mình nói cậu nghe. Lần này mình nhất định phải chia tay với Đặng Hạo Nhiên. Mình nói cậu nghe thật đấy. Được, 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 ủng hộ cậu, tạm biệt. Mình... Lại cúp điện thoại của mình. Mình gọi cho Ngũ Dĩnh. Vừa nãy là Mã Y Y. Hay anh cúp trước đi. Vậy vừa khéo, chẳng phải em cúp rồi sao? Gọi lại làm gì nữa? Anh cúp trước đi. Thôi, em cúp trước đi. Ngoan ngoãn nghe lời nào. Ngày mai làm xong việc, anh sẽ gọi cho em. Trong những ngày tháng chờ đợi thầy Ngải, tôi bắt đầu viết quyển tiểu thuyết thứ hai. Tôi đã viết tất cả những chuyện nhỏ nhặt giữa tôi và thầy Ngải vào trong chuyện. Thỉnh thoảng tôi cũng thêm mắm thêm muối. Viết tiểu thuyết mà. Thư viện sau giờ trưa, gió nhẹ thổi lướt qua sách, phát ra tiếng sàn sạt. Tăng Tiểu Lý cố gắng làm việc, đang sắp xếp lại giá sách. Tầm mắt của cô bị một bóng nghiêng bên kia giá sách thu hút. Cô tò mò thập thò, không kìm lòng được leo lên thang, muốn tìm thêm mấy góc độ để ghép hoàn chỉnh gương mặt đẹp trai này. Chiếc mũi thật đẹp, cái miệng cũng xinh, ai ngờ dưới chân... Oops.
Bi kịch xảy ra rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Người ta không bị đè chết đấy chứ. Không ngờ anh ấy lại bình tĩnh ngồi dậy từ trong đống sách, rồi nói: cuối cùng tôi cũng tìm thấy rồi, chính là quyển này. Lần này Tăng Tiểu Lý đã hoàn toàn nhìn rõ mặt đối phương. Trời ơi, anh đẹp trai này giỏi chịu đau quá. Cứ thế, Tăng Tiểu Lý và thầy Ngải đã gặp nhau một cách diệu kỳ. Đùa thôi, ai bảo anh ấy vẫn chưa về hả? Tôi cảm thấy những ngày tháng chờ đợi trôi qua rất chậm. Đọc sách, làm việc, nhớ anh ấy. Tôi cố hết sức để lấp đầy từng giây từng phút chờ đợi. Còn một mình cũng đến rất nhiều nơi chúng tôi từng đến cùng nhau. Cứ như thầy Ngải đang ở bên ngay cạnh tôi. Đôi khi tôi cũng sẽ bất chi bất giác đến bên ngoài phòng học quen thuộc ấy. Trong lớp vẫn là môn phục hình răng miệng. Phục hình răng miệng là một bộ phận cấu thành đặc biệt của y học răng miệng, là phạm trù của công trình y học sinh vật. Nếu em nói em thích anh thì sẽ thế nào? Như thắp ngọn nến trong căn phòng sáng sủa. Đây là lời thoại trong phim mà tôi rất thích. Tôi từng say đắm sự thương cảm của nó. Nhưng bây giờ tôi mới cảm thấy tình yêu không nhỏ bé như vậy. Tất cả sự dịu dàng trên thế gian này đều khiến tôi nghĩ đến anh ấy. Mỗi chúng tôi đều cố gắng sống trên đời này giống những hạt bụi nhỏ bé không đáng kể. Tôi cũng như vậy. Có điều, vì sự tồn tại của một người khác, thế giới của tôi đã có thêm một vũ trụ. Trong hạt bụi thế giới, may mắn biết bao, vì người em gặp được là anh. Cậu còn nhớ không? Trước đây chúng ta từng nói, đến khi chúng ta 60 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, chúng ta sẽ cùng đến viện dưỡng lão, cùng đẩy xe lăn. Ai ngờ Mã Y Y lại rơi vào lưới đánh cá của Đặng Hạo Nhiên. Thế mà Mã Y Y lại về bên Đặng Hạo Nhiên, đâu giỏi bằng bác sĩ Ngũ của chúng ta. Tuổi thì lớn nhất, chồng lại nhỏ nhất. Ngưỡng mộ không? Hay là đổi đi? Chị em, đổi đi. Mình không đổi đâu. Dù thầy Ngải là lưới bắt cá, thì trong lưới của anh ấy cũng chỉ có một con cá là mình thôi. Mình nhường cơ hội này cho cậu đấy. Không cần, mình và Đặng Hạo Nhiên là một cặp trời sinh. Có phải lén nói xấu anh không? Có phải em không? Không có. Có phải em không? Đừng cọ nữa, nhòe lớp trang điểm rồi. Nhòe là đúng rồi. Anh muốn để em xấu xí trong ngày quan trọng nhất của đời em. Có đổi được không? Mình hối hận rồi. Không được, không được. Ngoài Ngũ Dĩnh nhà em, không ai có thể có được em hết. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Mời các khách mời ngồi vào vị trí. Có hiểu nghĩa là gì không? Bắt đầu từ hôm nay, bạn thân chị em gì đó nên giao quyền thì phải giao quyền hết. Đi thôi. Đẹp không? Cũng được. Cũng được là sao hả? Em làm gì vậy? Em đâu có kết hôn. Đi thôi. Em chỉnh mái tóc cho anh. Biết rồi, lại đây. Không sao, rối đẹp. Cứ thế này đi được không? Dẫm lên váy em rồi. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận cái bụng.
Ngũ Dĩnh bảo tôi là Lưu Vũ Thành từng nói với cô ấy rằng chuyện con cái chỉ cần là quyết định của Ngũ Dĩnh, chỉ cần là quyết định của em, cậu ấy đều hết lòng ủng hộ, anh đều ủng hộ. Hóa ra, khi bạn tìm được người bao dung bạn vô điều kiện, bạn cũng sẽ bằng lòng hy sinh tất cả vì người ấy. Mãi mãi vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc. Cô gái của chúng ta. Các bạn bè thân thiết đều đến đủ rồi. Mời mọi người vào chỗ ngồi. Nếu cô dâu chú rể có gì muốn nói với nhau, bây giờ có thể nói rồi. Hôm nay anh thực sự rất vui. Vui hơn cả hôm ở khách sạn suối nước nóng. Lần ấy em nói em có thể thích anh rồi. Còn hôm nay em thừa nhận em đã có thể tin tưởng anh. Ngũ Dĩnh, anh biết em đang rất cố gắng bảo vệ anh, không muốn để anh bị quấy nhiễu, cũng không muốn để anh bị hiện thực này ép phải trưởng thành. Anh thực sự rất 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 biết ơn em. Cảm ơn em đã để anh vẫn còn là một chàng trai trẻ con đến tận bây giờ. Cũng cảm ơn em đã bằng lòng vì anh mà dũng cảm một lần gửi gắm tương lai của em và con cho anh. Ngũ Dĩnh, anh sẽ không khiến em thất vọng đâu. Em yêu anh. Gì cơ? Lưu Vũ Thành, em yêu anh. Sao thế này? Sao lại khóc không ngừng vậy hả? Có phải lớn tuổi rồi, muốn lấy chồng không? Hay là chúng ta cũng kết hôn đi, không? Làm gì vậy? Lúc em 22 tuổi, em muốn kết hôn năm 26 tuổi. Nhưng bây giờ em đã 27 rồi. Em bỗng cảm thấy... Cảm thấy gì cơ? Một tờ giấy đăng ký kết hôn có thể là sự thăng hoa của tình yêu. Nhưng không phải tình yêu nào cũng phải lấy hôn nhân làm bến đỗ. Trước đây em không có cảm giác an toàn, nên muốn mau mau kết hôn để làm điều kiện trói buộc một người khác. Nhưng bây giờ khác rồi. Vậy cô Mã bây giờ là một cá thể độc lập rồi, không cần phụ thuộc vào bất cứ ai. Em rất chắc chắn với tình cảm em dành cho anh, cũng rất tin tưởng tình cảm anh dành cho em. Đôi khi không cần chứng minh gì hết, tận hưởng hiện tại là tốt lắm rồi.
Nói không chừng chúng ta thế này còn có thể đi được xa hơn. Anh cứ thấy tận hưởng từng phút từng giây là được. Em trang điểm rồi phải không? Em trang điểm rồi, em trang điểm rồi. Không được, không được, trang điểm rồi. Anh tiêu rồi. Tức không? Thầy Ngải nhà em đâu? Tiêu rồi. Hôm nay không chọc con bé được. Mấy người phiền chết đi được. Alo, thầy Ngải. Sao vậy? Sao lại không vui vậy? Bao giờ anh về? Xin lỗi. Anh xem họ đi. Họ thành cặp thành đôi cả rồi. Chỉ có mỗi em là đơn độc. Anh mau xem, anh của em còn bắt nạt em nữa. Đặng Hạo Nhiên, cậu dám bắt nạt bạn gái tôi, xem tôi về xử cậu thế nào. Công việc bên này của anh sắp xong xuôi rồi. Tầm 1-2 tuần nữa, sau khi kết thúc, anh có thể về rồi. Được, vậy em đợi anh quay về. Lần này anh về, sẽ xin nghỉ phép năm. Đến lúc đấy, anh ở bên em mỗi ngày, được không? Được, vậy anh phải giữ lời đấy. Thầy Ngải. Thầy Ngải. Tăng lý, có thể giúp mình một việc không? Trên tầng có mấy trăm quyển sách mới, nhưng mình hẹn người ta đi ăn cơm rồi, không kịp. Cậu có thể sắp xếp giúp mình không? Nhưng hôn lễ vẫn chưa kết thúc, mình hẹn với người ta rồi. Giúp đi mà. Được rồi, cảm ơn cậu, tạm biệt. Tuyệt quá. Hôm nay hiếm khi mặc đẹp như vậy, kết quả vẫn phải làm việc.
Không phải chứ, khung cảnh này sao lại giống với tiểu thuyết mình viết lúc đùa giỡn thế nhỉ? Nếu thực sự giống với như trong tiểu thuyết, vậy thì thầy ngài... Cuối cùng đã tìm thấy, chính là cuốn này. Tăng Lý. Thầy ngại. Đừng khóc nữa. Chẳng phải anh nói anh chưa về sao? Anh về mà không nói với em là vì anh có lời muốn nói với em. Thực ra anh cũng muốn nói lâu lắm rồi. Lần đó, lúc chúng ta dạo đêm ở Đông Hồ, lúc em đưa anh đến sân bay, nhưng đều bỏ lỡ mất. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn yên tĩnh nói với em những lời này ở trong thư viện. Nhưng mà vẫn nhếch nhác thế này. Trước khi gặp em, anh luôn cảm thấy bản thân rất nhỏ bé. Anh luôn thấy, mặc dù anh vẫn luôn nỗ lực sống và làm việc, nhưng anh luôn là một người cô độc. Dù là vui hay buồn cũng nhỏ nhặt không đáng kể. Cho tới khi anh gặp được em, giống như em viết trong cuốn tiểu thuyết vậy, thế giới của anh bỗng có thêm một vũ trụ. Với anh càng thêm có ý nghĩa. Em cũng khiến anh chắc chắn. Em chính là người anh luôn kiếm tìm. Cả thế giới chỉ có duy nhất một mình em. Được rồi. Thầy ngại, anh bảo anh không nghĩ ra thì thôi đi, được. Tại sao lại còn học lỏm những lời em viết? Anh cũng không chỉ học lỏm cái này, còn một cái nữa. Mẩu chuyện em viết về nụ hôn, không tin em tự xem đi. Anh ấy hôn mạnh mẽ, mãnh liệt như vậy. Tay trái nắm chặt lấy cổ tay cô ấy, tay phải ấn sau gáy cô ấy.
Viết chưa? Không. Em chưa bao giờ viết cả. Có mà, không tin thì em tự xem đi, đúng không? Anh đã giả tưởng cảnh này trong lòng mình vô số lần. Anh luôn muốn tìm một cơ hội nói những lời này với em. Bây giờ, tại nơi lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ, lặng lẽ nói những lời này cho em nghe. Tăng Lý, em có thể lấy anh không? Em đồng ý. Chúng ta vốn là hai đường thẳng song song, nhưng chúng ta vẫn gặp gỡ người kia. Gặp gỡ một người hết lòng yêu thương thực sự rất khó. Rất nhiều chuyện đều chỉ trong một suy nghĩ, bỗng nhiên liền thích. Nhưng lựa chọn thường đại diện cho thái độ của mình, không bị con mắt người đời ảnh hưởng. Đây vốn là một điều vô cùng tuyệt vời. Để tâm tới một người thì phải chủ động cho cô ấy cảm giác an toàn. Có lẽ hiện giờ tôi vẫn là một anh bạn trai không tốt lắm, nhưng tôi sẽ tiến bộ từng chút một. Ý nghĩa của tình yêu không có chuyện ai thắng ai thua, cũng không cần biết ai chủ động ai bị động. Chân thành mới là điều đáng quý nhất, xứng đáng được trân trọng nhất. Vào giây phút này, tôi bỗng tin vào chuyện cổ tích. Hello. Chào mọi người. Đây là vợ tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau gần 3 năm rồi. Quen biết 8 năm, ở bên nhau cũng hơn 2 năm. Mùa đông năm 2015, hơn nửa năm rồi. Đã kết hôn 7 năm rồi, hơn 3 năm rồi. Chúng tôi đã ở bên nhau 7 năm rồi. Chúng tôi ở bên nhau 6 năm rồi. Chúng tôi ở bên nhau 7 năm. Kết hôn 6 năm rồi. Chúng tôi kết hôn hơn 4 năm rồi. Không phải, hơn 3 năm. Chúng ta kết hôn năm 2017. Hỏng rồi. Lần đầu tiên đến Bangkok tìm cô ấy. Sau đó khi tôi đưa cô ấy đi dạo phố, chúng tôi đến thẳng trung tâm mua sắm mua một cặp nhẫn. Khi đó tôi cũng không chắc cô ấy có muốn đeo cặp nhẫn này không. Tôi rất lo lắng, có đồng ý cùng anh đeo nhẫn này không. Sau đó thì mua luôn, dù sao thì tôi đeo trước. Sau đó thấy cô ấy cũng không từ chối. Anh ấy nói cảm giác khi nhìn thấy tôi lần đầu, cảm thấy tôi vô cùng tự tin đi về phía anh ấy. Bởi vì khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên đã có ấn tượng rất tốt, rung động.
Tôi nghĩ vẫn có người đẹp trai thế cơ à? Lần đầu tiên em quen anh là ở trong tiết học của lớp các anh. Anh thuyết trình ở phía trên. Em cảm thấy người này hài hước thật. Lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi đã thấy giọng anh ấy cực kỳ hay. Rồi anh ấy còn tìm hiểu các thứ, đưa tôi đi chơi. Và tôi nghĩ rằng ở bên người này, có lẽ cả đời cũng không buồn tẻ. Lúc đó khi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên, tôi đã xác định là cô ấy là người vợ tương lai của tôi. Tôi thích đàn ông mắt một mí. Tôi thích nhất là đàn ông dáng cao, rồi thì da trắng, gọn gàng, sạch sẽ và mắt một mí. Nhưng anh ấy mắt hai mí. Vậy sao em không nói ban đầu tiêu chuẩn chọn người yêu của em là trên 1m70? Kết quả cuối cùng tìm một người cao 1m66. Chúng ta làm thế nào xác định người kia là người mình muốn tìm? Lần thứ hai anh gặp em ở một ngã tư đường. Khi đó em không hề nhận ra anh, mù mặt. Sau đó anh lấy ra một đóa hoa đưa cho em, còn nhớ không? Sau đó anh tặng cho em đóa hoa ấy. Sau khi tôi sinh xong con trai chúng tôi, anh ấy cùng với bạn bè đi ăn cơm. Sau đó ở trên bàn ăn, bạn bè đều khuyên anh ấy, các cậu cũng đã sinh một đứa con trai rồi, có phải nên tiếp tục cố gắng sinh thêm một đứa nữa không? Sau đó anh ấy nói với bạn bè anh ấy, tôi không muốn sinh thêm nữa. Người ta hỏi anh ấy tại sao thế? Anh ấy nói là vì tôi thấy vợ tôi vất vả quá. Tôi không muốn để cô ấy chịu khổ nữa. Sau khi tôi biết chuyện này, tôi thực sự vô cùng cảm động. Vào lúc 12 giờ, trang trí trong nhà, tôi thì thắp nến lên, hát cho tôi một bài, chúc mừng sinh nhật. Đi ra cửa nhà ăn, em đeo cho anh một chiếc khăn quàng. Và rồi khi đó anh cảm thấy hoàn toàn yêu em mất rồi. Sau khi ở bên nhau lâu thì cảm thấy mỗi ngày đều có khoảnh khắc vô cùng ấm áp. Chúng tôi giống như những gia đình thông thường khác, cứ thế trôi qua, rất yên bình. Khung cảnh đẹp nhất anh ấy tưởng tượng chính là hai chúng tôi tóc bạc trắng vẫn có thể nắm tay nhau cùng bước đi. Thật ra tình yêu bắt đầu rất dễ dàng. Bạn biết lựa chọn ban đầu của bạn là đúng. Tất cả đều là sự sắp đặt tốt nhất. Hy vọng sau này chúng ta tiếp tục yêu thương nhau, đi đến nhiều nơi hơn nữa. Tôi muốn nói với chồng tôi rằng có thể em sẽ ngày càng thảo mai, mong anh bao dung nhiều hơn, ngày càng tùy hứng. Đúng, không thành vấn đề. Nhờ lần gặp gỡ này, chúng tôi đều đã bắt đầu cuộc đời thứ hai có nhau. Cũng hy vọng mọi người đều có thể tìm được một nửa trong thế giới rộng lớn này. Anh bắt buộc phải hôn trả mạnh mẽ. Lại đây nào. Thích thôi. Có lẽ đây chính là tình yêu.